Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng số người chết và nhiễm virus corona ngày càng gia tăng, ngoài các biện pháp phòng bệnh như là sử dụng khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thì việc sử dụng máy lọc không khí được nhiều người tiêu dùng lựa chọn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và lây nhiễm các bệnh do virus vi khuẩn gây ra. Theo chia sẻ từ các siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội, lượng máy lọc không khí, máy tạo ẩm bán ra trong những ngày qua tăng đột biến. Bởi theo nhiều chuyên gia, máy lọc không khí có khả năng làm sạch và hấp thụ các loại bụi, bụi siêu mịn, khói thuốc và các chất độc bay hơi. Ngoài ra, nhiều loại máy lọc không khí có khả năng lọc và khử vi khuẩn, virus trong không khí, có khả năng hỗ trợ giảm thiểu các bệnh hô hấp và dị ứng. Thì mỗi một cái loại máy lọc không khí thì chức năng của nó khác nhau. Thì có cái loại thì nó chỉ có là lọc được các cái bụi lớn thôi. Đấy. Có cái loại thì nó lại lọc được những cái bụi nhỏ. Đấy. Như là như cái loại nào mà lọc được bụi mịn thì là rất là tốt. Thế rồi lọc các cái tác nhân gây bệnh thì nó cũng có hạn chế được một số vi khuẩn virus. Khi mà những cái lọc được những cái khói đấy, những cái bụi đấy hoặc là những cái phấn hoa đấy thì không những giảm được cái bệnh đường hô hấp do virus mà lại còn giảm được các bệnh đường hô hấp do dị ứng. Cũng theo chia sẻ của các chuyên gia, người tiêu dùng cũng nên tham khảo xuất xứ các dòng máy lọc không khí, tránh trường hợp mua máy không đạt tiêu chuẩn. Ngoài các thương hiệu phổ thông đến từ châu Á, thị trường đang quan tâm nhiều đến những nhãn hiệu cao cấp từ châu Âu. Một trong số đó phải kể đến Boneco Thụy Sĩ với lịch sử hơn 60 năm nghiên cứu chuyên sâu về không khí. Máy lọc không khí Boneco Thụy Sĩ sử dụng công nghệ HEPA và than hoạt tính 4 lớp giúp sản phẩm có khả năng khử vi khuẩn, virus, bụi mịn PM2.5 và các chất gây dị ứng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn AHAM, chứng nhận ICE, CE và nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, sử dụng máy lọc không khí tại gia đình, công sở, trường học là góp phần ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng.